bay chưa, bay chưa? À, chưa, chưa anh ơi. Ủa, chừng nào mới bay? 3 ngày nữa. Cái gì? Ba tiếng nữa anh, delay, delay. Trời ơi, delay cái gì mà vừa đón xe đi đi. Trời, ra tú ngoài đây sao đón xe được anh? Thì đi 2 ngày tới chứ bao nhiêu. Trời ơi, không mấy anh chờ 3 ngày đi, em qua luôn. Trời đất ơi, anh tới sân bay Chu Lai anh đợi em rồi nè. Thôi anh gắng chờ chút xíu ha, anh ngồi chờ em xíu thôi rồi em vô chuyến bay là em lên liền. Chứ chuyến khác bay liền không có hả, phải đợi 3 tiếng hả? Dạ, 3 tiếng, 3 tiếng. Ra. 3 tiếng hồ nữa, làm gì cho hết giờ trời. 3 tiếng hồ là giờ mình mua giấy bay, mình bay vô là mình đốn nó ra kịp luôn á. 3 tiếng hồ. Hours later. Tới chưa? Dạ dạ tới rồi. Đang đâu? Dạ đang mới bước ra khỏi cửa sân bay luôn. Đang đâu? Mới bước ra khỏi cái ga đến luôn anh. Ê, Rick Phan. Dạ. Đi. Trời ơi anh đợi em mỏi mòn chờ đợi luôn á. Ngủ máy dắt chạy xe luôn. Em là đợi mấy chuyến máy bay luôn á. Trời ơi. Mà xe mình đâu anh? Đấy. Ủa em tưởng chiếc này. Đâu, chiếc của ta là chương trình nè. Lên xe đi. Dạ dạ. Muốn ghế ngồi hay ghế nằm? Ghế nằm phía sau, ghế ngồi phía trước. Dạ ghế nằm đi. Rồi. Không sao ghế ngồi hả? Dạ không, lên xe máy bay ngồi đủ rồi. Rồi nằm đây. Rồi. Lấy cái đó lót đầu. Rồi. Ok chưa? Ok anh ơi. Mà nằm đây hơi nắng ha. À, không, lát chạy là hết nắng. Nhiều đồ ăn ngon. Em ăn cá, ăn tôm, ăn cua hay là cái gì cũng chơi? Dạ, gì cũng ăn được hết. Gì cũng ăn được hết hả? Dạ. Gốc cây ăn được không? Không. Ủa cái xương rồng gì mà chơi mọc ngay sông nha anh. À cái xương rồng này là cái dùng là cát nhiều á. Khu này là khu cát nhiều mà. Dạ. Giống như cái khu mà hồi nãy anh đó em ở sân bay á, cũng cát không à? Dạ. À muốn ăn xương rồng hả? Dạ không không. Cái đó là đặt gờ. Hai tay anh ôm xương rồng đặt đâu. Đặt gờ hả? Đặt si đó. Ở đây là mấy cái đồ người ta nuôi tôm rồi đó. Dạ. Nuôi tôm, nuôi cua, nuôi cá rồi đó. Là mình lấy của người ta mình ăn luôn á anh. Đâu, cái này người nhà mà. À. Gia đình. Giờ mình vô mình coi cái gì mà nó hợp lý cho mình. Quéo quéo. Có thịt bò dưới đây không? Bò đâu ra, dưới đồ thịt bò. Vô lý thật chứ. Ủa em ít đi chơi lắm hả? Dạ em ít được đi chơi lắm. Chứ bình thường làm gì? Lúc rảnh rỗi. Dạ lúc rảnh rỗi thì lúc anh gọi thì chơi điện tử. Gọi anh lên ga bốc đầu là phóng nhanh xe anh có hai đèn bấm đèn là sáng lên. Tình cờ gặp công an chết rồi thấy chưa? Ôi vui quá em ơi. Bên kia là có cái nhà đối yến thấy không? Dạ thấy. Em nghe kêu liên tục không? Dạ. Biết gì kêu không? Chắc là yến kêu. Máy. Hả? Máy người ta mở tiếng con chim yến để người ta dụ nó vô. À chứ con chim yến nào kêu hoài đâu có rảnh đâu kêu hoài vậy. Kiểu là nó mở tiếng con chim máy cho nghe hay sao anh? Mở tiếng con chim yến cái tụi nó tưởng là đồng đồng bộ nó ở đó, tụi nó vô tới tụi nó ở. À hay vậy ta. Mà ta nuôi yến ta lấy gì của yến biết không? Dạ nước miếng. Đúng rồi. Sao không lấy nước miếng mình là ngon ha. Quá trời dư. Trời. Mình đi đò luôn ha. Để lên. Rồi. À, ghê. Rồi lên, phóng lên. Qua. Đây, đã đến nơi.
Ở đây ha anh. Ở đây, bây giờ mình lên đây thì có cái gì mình ăn nấy thôi. Không, dạ. Không có thì ăn mì gúa. Mì gúa là mì gói, mì tôm á. Trời. Đi. Khỏe không chị? Châu cho đeo giờ cứ mày. Giờ đến ta, đến cổ kìa chứ đau. Có tôm cá chứ không chị? Gì? Biết máy hả? Ngày nay có lịch Tết mùa luôn. À thế hả? Thôi ăn cơm đi, còn em đi kiếm cái chim tự náo thì. Thế hả? Kiếm chim tự náo chứ không ăn con nữa đâu. Để mùa người ăn, còn em đi kiếm chim náo. Anh Giang nói tiếng gì anh Giang? Hả? Em không hiểu gì. Đây, chị. Chị Hữu ở tay ra, chị Hữu nói chuyện hết đi. Hả? Nói chuyện đi. Công... Ở đâu tới đây công? Con ở đâu tới đây con? Dạ con ở Hồ Chí Minh. Dạ. À, xin cảm ơn công. À, bây giờ luôn dịp đây nghe nó trường dân gì mà thằng Linh tôi nó mới nói sớm. Cho nên chị nghe nói vậy là tôi có viết mấy câu thơ. À, tôi xin đọc. Rồi, đọc thơ. Tiết mục đọc thơ của dân Quảng Nôm. Thôi mình ngồi luôn đi cho nó văn vở đi. Đây. Ngồi đi. Ngồi. Thôi khổ ghé, khổ ghé. Ngồi cho em hởm đi chứ. Ngồi cho em hởm cho nó quê dân quê bạn. Rồi. Anh Trường Giang, lần đầu anh đến thăm quê. Trường Giang một dải bóng bề nước sông. Trường Giang đẹp mãi tên anh. Ước ao nay đã gặp anh đây rồi. Khoan đã cô. Cái này giống như đập mà đám dỗ đập đó ha. Chứ bây giờ. Giống như con đi xa rồi đó. Đập vui lên chứ buồn quá. Chưa mà. Ước ao nay đã gặp anh đây rồi. Giờ đây anh đã cho tôi một niềm phấn khởi. Bò công đóng chào. Cho dù bận rộn thế nào. Rồi. Nghe anh về đấy ồ ồ chạy tham. Rồi. Tham anh rồi lẹ xa nhau. Trời ơi. Để rồi nhớ mã Trường Giang danh hài. Rồi. Ngày mai rồi sẽ xa anh. Rồi. Nhưng mà nhớ mãi Trường Giang quê mình. Chị hát. À quá. Cái thơ này giống như là mình mấy cái bữa mà gọi là cái gì mà chia ly. Ờ, sát đi xa hay là tưởng niệm á. Phải vậy. Gặp anh đây dù anh sẽ đi. Chứ anh đâu có ở Việt Nam. Đúng rồi, ở đây lấy chị An. Lấy về nhà làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con chứ. Thôi bây giờ em xin phép đi tham quan vào vậy. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào đoàn kết quyết toán rồi thằng hả? Gặp té nộm. Té nộm gà. Chào cô. Bây giờ mình cầm con rửa mình kiếm có gì không? Đây có xoài nè. Rửa là để chặt đó. Tại vì mấy anh chị nói là xung quanh đây đủ thứ. Xoài chưa có trái, có dừa. Để em leo cho anh. Cây này em thấy cao nè. Khỏi leo ha, bớt xạo đi. Dặn. Trái nào? Em thích trái nào? Dạ, bự bự đi anh, cho nhiều nước. Đây. Em dặn đi, em dặn cho nó rớt xuống. Ok chưa? Để rồi. Rớt xuống chưa mà rồi. Cây này cao quá em phải leo lên. Rồi. Giờ chắc vừa sim quá. Biết chặt dừa không? Dạ biết. Tao chặt thử coi. Em chặt bằng dao kia không mà. Mua con này chặt ngon hơn. Thôi. Lần đầu tiên chặt bằng rửa luôn á. Ngoài đầu nè. Chặt dừa phải chặt đầu này, đầu kia. Ủa? Rồi nè anh. Cùi bắp. Rồi. Thôi. Đi cho khách. Mày cùi quá. Hãy xem trái này đi. Ok chưa? Ok anh ơi. Chết cha, đổ nước rồi. Ồ, trái còn non, không biết anh có ngọt không? Non, thường thường non quá là nó chua. Ngon anh. Kê luôn á. Ngọt. Ngọt không? Ngọt, thấy bột. À, trái này già hơn, trái này chắc. Trái này ngọt vừa cơm luôn nè. Thấy không? Ngọt hơn trái này không anh? Beautiful. Ê, uống hết luôn. Nhiều vô. Mạnh vô. Ngon. Tê tê thì hết trơn rồi. Thiệt luôn á. Trời ơi. Đây không? Ngon quá anh. Ồ. Vậy thằng gì mà thôi về hả?
Thôi, tao được. Đây, giờ cái này mày đổ qua bên đây. Đó. Rồi sao bình? Húp. Vừa nước vừa cái luôn. Trời ơi, cái mỏ em nhọn quá rít. Ngon ha. Rồi. Này là món gọi là khai vị. Giờ đi kiếm khác. Dạ. Đã nhiều tôm cá đó, yên tâm. Lát mình vô, mình sẽ kiếm hai trái mình chặt, mình chưng lên mình uống. Dạ. Giống như ta cung chưng cúng nấm vỗ vậy đó. Ok không? Thôi, mình uống rồi chứ đừng cúng anh. Ủa làm chi đó anh? Bác không công vậy. Hả? Bác không vậy. Bác không vậy hả? À. Không biết phải không? Đúng rồi bác. Em không có bột ta. Cần bột tay, đâu có tiếng quân. Bác đi đắp bình thường thôi đâu. Rồi mình bác cho mình rửa hả? Bác lát rửa thử mua thôi đâu. Đâu lát thử đi. Rồi thật có nữa kìa. Dạ là chị rửa mua nè. Mùi vẫn đắt quá rồi mình ăn, mình phải ngâm mấy ngày hả? Mì bón cho tôm hùm. À, bán cho mấy cái người mà nuôi tôm hùm mình cho tôm hùm ăn đó. Bán đi này bán rẻ. À, hàng rưỡi ký là 10 ký là hạt. Trời ơi trời. Bán em 7 rưỡi. Mày cái này ăn đâu được. Không, vẫn đắt không hả? Này phải làm kỹ lắm ăn được. Cái này là chủ yếu mình mua để bán cho tôm hùm ăn mà ha. Anh mùa này có lịch không anh? Có chứ, đẹp rớ rồi chứ. Đẹp rớ mới có chứ, mà đẹp dễ gì có thì. Đẹp tối thì cần gì mà lịch quyết cái thì ít. Con lịch thương kia, lịch cơm, lịch đồ, lịch vàng, lịch máy gì. Chưa rồi. Dạ. Chủ lịch quyết ngon lắm nè. Máy kiếm xuất khẩu mà đâu có đâu, bón nhiều. Thì đó. Tức là anh hỏi là mùa này có lịch không? Anh nói thì có, nhưng mà lịch cơm, lịch thường thì nhiều. Còn lịch quyết là, lịch quyết là con lịch mà nó đỏ đỏ, hồng hồng á. Đó, con này. Thịt ngọt lắm. Anh ăn rồi. Em chắc chưa ăn đâu. Chưa. Em có muốn xuống bơi không? Về gia đình mình kiếm có gì làm nấy ha. Dạ. Tạm biệt nha. À, chào hai anh. Giờ mình sắp sát vô bờ mình leo hàng rào được không? Chắc vậy quá anh ơi. Còn quan trọng có hàng rào leo nổi không? Vô mượn cái kìm mà. Vô rồi, vô rồi. Vô chưa, vô chưa? Vô anh. Rồi em như là chiếc thùng máy vậy. Cái này giờ sao ta, này nó trôi chết luôn á. Nhảy xuống bơi vô, lấy vô. Chú bơi không? Nhảy xuống đi, nhảy xuống đi. Mình đàn ông mà bơi qua lấy sợi dây thôi, xong bơi qua lại đây đưa gì anh cột vô cái này trời chứ sợ gì nữa, bỏ đôi dép lại để mất dép. Không chắc về lâu quá mà không bơi luôn. Không bơi được mà, có anh ở đây hỗ trợ mà, có anh ở đây hỗ trợ mà, có anh ở đây hỗ trợ mà. Hạ xuống. Trời đôi dép. nhanh cái dây thôi. Ghê luôn. Giờ sẵn mình ướt rồi, mình qua bên kia mình kéo cá luôn. Ok anh. Rồi. Cột vô. Còn có bụi á. Rồi xong anh sẽ lấy chìa dây mình cột vô cục đá này. Thưa quý vị là tôi với Chris Phan là không thể là chống cái xuồng này về được rồi. Sẽ có nhờ ngư dân trợ giúp. Bây giờ mình ra đây mình kiếm ít cá. Nhà ông đã lưới sẵn cho mình rồi. Đây có cá mặn. Ai con kìa, con kìa. Con ơi. Thôi tạm thời lấy ba con thôi hả? Mình gỡ ra còn cái lưới đó mình đi im đó. Bây giờ mình qua là cái nãy là cái lưới. Dạ. Bây giờ mình qua cái lú. Lú là gì? Lú là cái đồ ta làm lại cua. Để bẫy cua. Đây. Cho anh coi cái lú được. Rồi, cái lú đâu? Mò ra coi chừng. Đó. Đúng rồi, đúng rồi. Con kìa. Vô má. Trời ơi. Con bự kìa đây. Bự này.
Thôi, cua này cả tí nha. Mình lấy còn hai con nữa cho mình lấy gì hết chị. Xong cái mình lên mình nấu. Dạ. Rồi ta cho bác đi cưng. Kẹp á. Không có kẹp đâu. Kẹp khóc. Em bị kẹp rồi. Rồi tay cho bác đi. Còn không làm cách nào bắt được rồi mà làm đó đó. Đang đồ ba. Nó đang ra mà em để chạy nước là trên là chết luôn á. Mở nó chỗ ra, mở nó chỗ ra. Lên cầm cây sẵn đi. Kìa kìa, nó đang ra kìa. Con cua chà bá, con cua chúa. Dạ, dạ. Nó mà rơi xuống nước là anh em ăn mì gói nha. Con thôi em làm kêu bằng. Rồi, nằm ngửa rồi, ok rồi, ok rồi. Anh chỉ như này, cầm như này, cầm như này. Tay này. Cầm ngược ở đây này. Đúng rồi. Cho nó kẹp. Cầm luôn cái tay ra. Đó, này, em nhìn mà học hỏi này. Ngửa đó con. Nằm ngửa đó con. Buông tay. Nè, mình cầm vô ngay đây. Thấy chưa? Nó thò xuống luôn. À, anh biết rồi, anh có cách rồi. Nè, kẹp đi con, kẹp đi. Rồi, đi về. Ủa, không kẹp mà nó khôn quá hả? Anh biết rồi, mày hả cua. Mày hả, chạy đâu? Em kẹp được miếng vải nè. Quấn cuồng khó lắm chứ bộ. Mày biết quấn có quấn nha. Nhưng, mày sẽ bị tao bắt, mày tưởng tao không biết hả? Cuộc đời tao có gì tao không trải qua rồi mày. Trời ơi trời, lỗi mày luôn á. Ok, go. Thưa quý vị, chúng tôi đã có cua và cá. Bây giờ cua mình sẽ làm món và cá làm một món. Đít ơi. Dạ. Đâu lâu vậy? Đi thay đồ anh. Trời ơi, có bà ba luôn hả? À, em thấy miền Trung á cho nên em mặc áo miền Tây cho đẹp. Ủa gì vậy? Lịch vòng anh. Thấy ông chủ nhà ông về á, ông cho mình quá trời luôn. À, cái con này là phải dần trước khi nấu nè. Dạ. Dần cho xương cái thịt nó mềm mềm á. À, em biết làm không? Dạ không. Vậy hả? Bây giờ mình sẽ lượm cho trái dừa. Dạ. Mình sẽ bỏ cua vô mình hấp nước dừa. Đổ vô hả? Đổ vô. Ít nước thôi, hiểu không? Dạ. Cua này không cần nhiều nước, nhưng mà đổ thêm trái đi. Rồi. Trước khi đổ chanh uống miếng. Rồi. Con này mình nướng đi. Để gì? Để cho cái xương nó mềm ra. Dạ. Để lát mình ăn luôn cái xương. Nhìn em giống đầu bếp không anh? Nhìn em giống anh Quyền Linh. Rồi. Để bỏ trên đi nướng đi. Dạ. Bỏ sao đừng để lọt xuống lỗ nha. Cá này mình nấu nguyên dãy luôn. Con này nó dài dữ. Trời ơi. Cái kẹp nè. Em xin cái kẹp. Để vòng tròn á. À, vòng tròn. Nấu mấy con cá đây. Chắc còn hơi quá anh. Nhiều quá. Nướng cẩn thận để cháy nha. Ok không? Ok rồi anh ơi. Cái nào mượn của gia đình mình. Để mình nấu nồi canh thiệt to. Lát cho mấy anh em ăn luôn. Bây giờ con cua này á. Nè em làm đây cho anh nè. Bứng nồi qua cái bếp nhỏ. Mình để cái bếp lớn mình nấu này. Cái bếp đó đó. Trời ơi. Chết người á. Qua đây chỉ làm vòng tròn nè. Nè. Nãy anh không nói em làm vòng tròn bự quá trời. Thấy chưa? Dạ rồi. Hay em bây giờ mới trưởng thành đi rít phan. Em không bao giờ trưởng thành được. Lật rồi mình lật vậy nè. Thấy chưa? À. Thấy chưa? Mà bây giờ nó vàng như nghệ luôn kìa. Rồi. Trở liên tục cho để nó cháy nha. Cái kia mở lửa lên chưa? Dạ chưa. Sao mở lên? Em tưởng để đó thôi chứ. Trời ơi. Để sao chín. Bây giờ đông người quá anh nấu 3 con cá luôn hả? Dạ. Trở liên tục nha. Thôi. Con cá đủ nước chưa? Đủ rồi. Mở lửa lên. Đúng rồi, để lửa lớn luôn. Bây giờ mình sẽ cắt cá bỏ qua đây. Ở quê mấy cá này là nấu canh là không cần bỏ vải nha. À, để nguyên vậy luôn anh. Để nguyên vậy luôn. Rồi. Ok chưa? Cẩn thận cháy rồi, chở liên tục. Rồi, cháy luôn cái cây gấp của em rồi. Hả?
cây gấp này bằng gỗ nó cháy luôn. Bây giờ mình sẽ gọi là ít hành. Không cần sắc nhuyễn ăn. Tỏi. Nước sôi chưa? Nước sôi kiểm tra chứ. Rồi. Giang coi thử con này được chưa anh Giang? Hả? Con này được chưa anh? Ốp lại. Rồi bây giờ những con nào gần chín á. Dạ. Là mình cho nó ra bên của shop bowl nữa. Đừng cho ở trung tâm nữa. Trung tâm nó khu điện than nhiều nóng. Hiểu không? Dạ. Đó, mấy con này đưa vô trung tâm. Ok, rồi, liên tục. Đây. Thả vô. Thơm. Thơm là mình để làm cái gì anh? Nấu cái cá nấu thơm cà nấu của người miền Trung á. Không có thời gian, mình cắt mắt làm cho nó lẹ. Biết cắt mắt thơm này không? Dạ biết. Chín một con rồi. Chín chưa? Chín chưa? Dạ rồi. Ồ. Xôi rồi. Bỏ thơm vô cho nó ngọt nước. Dạ. Cá. Thịt cá này nhìn thấy đã rồi đó. Bụng mình nó muốn. Ok chưa? Đã gần xong rồi. Đó, mình mở lửa nhỏ lại. Cua, để coi tình hình cua sao rồi. Rồi. Con này chín luôn rồi nè anh. Chết luôn hả? Hay quá vậy. Bây giờ mình sẽ nêm ít cờ no, hạt nêm chay, nấm hương, thanh ngọt tự nhiên. Bên nhà có hay nấu ăn không? Dạ, giờ em nấu là nhiều. Rồi. Chút xíu đường phèn. Bỏ mấy chiếc ớt xanh vô. Ăn ớt được không? Dạ được. À, nhiều hả? Ok. Trời ơi, tưởng cái gì? Ớt ở đây không thiếu. Ớt đỏ vô. Đó. Bắt đầu rồi đó, bắt đầu thơm nó ra nước rồi đó. Chín rồi đó. Okay. Nhanh lắm nhưng mà mình nấu xíu nữa cho cái thơm ngọt nước. Đây. Lát nó chín thì mình bỏ này vô. Coi cua coi sao. Ủa cắt rồi. Chết rồi. Đã không? Quá đã. Món này mình kêu lại gì anh? Cá thơm cà thôi. Ai à, thiệt tình chết. Trước khi xong á là mình bỏ miếng nước mắm vô. Dạ. Ở nhà vợ nấu cho ăn không hả? Sướng vậy. Em biết nấu đồ Tây không? Đồ ta không biết. Đồ Tây nấu gì? À, spaghetti đó. Steak hả? Dạ, spaghetti. Steak nấu kiểu steak kiểu nào? Kiểu Pháp hay kiểu Mỹ? Dạ, kiểu Việt Nam. Ủa vậy hả? Cà vô. Đây. Cho thêm miếng nấm hương vô nữa, cho nó đậm vị của cà no. Coi như là xong rồi đó. Ủa cái đầu múc đó rồi ta? Nè anh. Không, nó đó bụng nước ở dưới không ơi? Này tôi bút lên. Đậu lâu. Rồi. Rồi, cho thêm miếng nước mắm. Rồi. Đổ cái gì đó vô. And tiêu. Tắt bếp. Wow. Rất là chuyên nghiệp. Để em lấy cái tô cho anh bỏ ra. Thơm bà thím luôn. Nè, đừng có tô vô. Chờ gì nữa, ăn thôi. Dạ. Yeah.
cầm. Qua anh Giang ơi. Đây. Dạ, em cảm ơn anh Giang. Đó. Chết người không? Đây. Trời ơi, không đủ chỗ để bẻ càng luôn. Càng đó là càng nhỏ luôn rồi đó anh Giang. Càng bự hơn nữa. Ăn con ghẹ này cực quá. Rớt hết cái càng cua rồi. Loser. Thất vọng bản thân mình quá. Rớt hết nữa cả. Nhưng mà không sao, vẫn còn. Nè, thấy chưa? Trời ơi trời. Trời ơi trời, cái mùi nước dừa. Thịt chắc. Bây giờ rớt càng cua nha. Nói không dám đập luôn. Ở cái thịt nó chắc bà xím luôn á. Wow. Ủa cái thịt nó chắc lắm nữa ta. Dạ. Ừ. Không. Em đập được, em đập cho. Em đập không được, nó bay ra em lum á. Nãy là mất cái càng và mất nguyên cái mâm nha anh. Em không anh Giang. Ôi. À. Ồ, đất ơi. Trời ơi trời. Trắng nõn nà luôn á. Chấm với muối tiêu vô. Wow. Mời quý vị. Ngon. Dạ, quá ngon. Bây giờ ăn thử con đặc sản con này chưa vậy em được ăn này đúng không? Dạ chưa. Đây là con lịch gì? Lịch dòng. Chấm miếng mắm. Lạ, lạ. Ngon không anh? Thịt ngọt ghê luôn. Nhai từ á, thịt ngọt ghê lắm. Dạ. Ừ. Anh Giang biết con này tiếng Anh kêu là gì? Lịch. Lịch, anh nói cái lịch ở nhà gì? Tiếng Anh là gì? Calendar. Calendar. Hay là cái lịch đó quý vị, cái lịch đó. Còn con này là gì? Con turn. Đó là quẹo hả? Là cua hả? Không, con này cua là vậy, mình cua gái á. Tiếng Anh dịch là gì? Cua gái là flirt. Còn cái cá? Cá măng. Con bét măng. Thôi mình ăn đi. Đây, giờ thử hấp miếng cá mà gọi là con ngón nè. Trời ơi trời. Ngon luôn quý vị ơi. Tôi không ngờ tôi nấu ăn ngon vậy luôn á. Cá chấm vô nước mắm. Ngon luôn. Cho em xin húp miếng nước. Ngon luôn. À, thêm này vô. Dạ. Khoan rồi tôi. Ăn là cái gì cũng phải nó đúng. Đừng có vội. Chấm vô đây, để vô đây lùa. Sao để cà cua ở đây? Nó sai món, rồi lùa. Cho miếng ớt. Miếng ớt. Lùa hết. Húp một rọt. Nghe không? Không, cá ngon á, cái thịt nó ngọt kìa. Dạ. Thịt cá ngọt. Thịt vừa chắc vừa ngọt. Hồi nãy là mình ăn cái càng thôi. Rồi bây giờ mình ăn cái mình. Tiếng Anh gọi là gì? Body. Body. Dạ. Cua này cua đực hay cua gái? Dạ, cua đực. Đúng vậy. Trời ơi, gạch quá trời rồi, thấy không? Thôi em gạch đi. Cảm ơn Giang. Lát ăn tới cái mình đó. Thưa quý vị, ngày hôm nay hai anh em vất vả kéo lưới. Kéo cái gì cua rồi?
lú cua thì có cua mà chỉ lấy hai con thôi, không lấy nhiều ăn hết. Còn cá thì ba con bự, nấu nguyên nồi lát cho đoạn luôn. Lâu rồi mới đi vậy hả? Hồi xưa giờ có bao giờ đi vậy không? Dạ hồi xưa chỉ có đi tắm sông rồi ở dưới quê. Vậy hả? Dạ. Quá trời béo rồi. Quá ngon luôn các bạn ơi. Đâu review coi, giọng review, cách review coi. Vâng, kính thưa các bạn, đây là cua do mình với anh Giang bắt, thịt vừa chắc. Khi mà bật cái mai lên á, nó béo. Ngon lắm, thiệt luôn á. Cá này, nước ok không? Dạ, quá ok. Hồi nãy nem cà no đó, có loại hạt nem bằng nấm á. Dạ, nước chua chua ngọt ngọt, có thêm vị, xíu vị nấm nữa. Nè, cho mày hấp miếng nè. Trời ơi. Cua. Bởi phim hết trời ơi. Nước dừa hấp cua ngon lắm. Này mày có cái ống hút trân châu để vô ha. Hấp nó mới đã. Ôi. Mình bắt đầu ăn tới cái đùi, biết cái đùi không? Dạ, cái đùi là cái gì em? Đùi cua á. À, là cái phần này. Cái phần xác trong này người ta gọi là cái đùi. À. Chắc mà ngọt. Trời ơi. Còn thêm nước dừa đồ nữa. Trời. Chấm cái này. Ừ, làm sao sống được. Quay phim ơi. Mấy đứa ơi. Xin lỗi. Nè, cái này gọi là cái đùi nè. À. Giang sữa có ăn cái này không? Không. Em bị chảy máu cam, em phải ăn. Anh nói chuyện máu cam. Mấy bà ở trong xóm. Ủa em tin mấy bà trong xóm quá vậy? Dạ bởi vậy em chảy máu nhiều hơn. Thân mến, ngày hôm nay cảm ơn Rich Phan rất là nhiều. Ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của Em Phải Là Người Bé, Trường Giang và Rich Phan. Dạ. Hãy nói một lời trước khi chia tay vì trời sắp mưa. Đầu tiên là cảm ơn anh Giang và chương trình đã mời Rich tới đây để mà lâu rồi mới được trải nghiệm tắm sông bắt cua kéo lưới. Dạ. Cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào mừng đến Việt Nam, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn tuyệt vời. Chào mừng đến Việt Nam, một bản sắc văn hóa thú vị khắp muôn nơi. Những món mẹ tôi nấu luôn theo tôi từ những ngày thời thơ ấu. Mau trở về thu xếp, nếu muốn ăn thì cùng nhau lăn vào bếp.